Kìa mọi người, anh em mình được cá. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Và đến với video tiếp theo của anh em mình thì hôm nay ấy mọi người ạ, thì bây giờ là buổi chiều rồi. Thì anh em mình đang quốc run để đi bị đi câu. Đó mọi người ạ. Thì bây giờ em ơi, em quốc xong chưa? Chưa. Đó mọi người ạ. Em mình đang quốc run này, chuẩn bị đi câu. Đó. Thì đây mọi người ơi, anh em mình đang... Anh em mình để nó vào cái lọ ấy mọi người nha. Đó. Là run đất. Là một câu cá. Miền Nam gọi là con trùng ấy. Đó, anh em mình tiếp tục tìm kiếm. Tìm thêm. Có không em ơi? Đó, con này to. Được. Em cho vào. Chui vào. Kìa em ơi, một con kìa. Kìa. Đấy, trong đấy. Nó bị đứt đoạn thôi. À, do là anh em một mình đi bằng xe máy nên là chắc cái đoạn anh em một mình lên thì không thể quay cho mọi người được xem được. Rồi tí nữa lên đến điểm câu thì anh em một mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì đây mọi người ạ, anh em mình đến địa điểm câu rồi. Địa điểm đó. Câu này nó gần suối mọi người ạ. Thì cái bãi này thì hôm nọ là thằng em mình phát hiện ra trước, là hôm nay anh em bọn mình cũng về đây câu luôn. Đó mọi người. Kia là suối. Đó. Bên này cũng là suối. Rất thích hợp cho địa điểm câu. Đi thôi em ơi. Thì bây giờ anh em bọn mình xuống địa điểm câu. Ở cái video trước ấy thì anh em bọn mình đi câu thì không được cá nên không biết là ở video này thì có được cá không, thì mọi người hãy cùng chờ xem nhé. Đó, anh em mình đến vũng câu rồi. Anh em mình đang tiến hành móc mồi vào lưỡi câu rồi là anh em mình thả xuống. Theo ý kiến của mọi người thì ở địa điểm này có cá không mọi người? Thì hãy cho mình một comment xuống phần bình luận nha mọi người. Đó, em mình đang đo chiều sâu của bãi câu này. Bây giờ thì anh em mình đang ngồi nhịp giò chờ đợi kết quả. Mọi người có để ý cái phao ở gần câu của anh em mình không? Đó mọi người ạ, nó ở ngay đoạn này. Kìa kìa mọi người. Phao đang chuyển động. Không được để ý, nó vừa mới kéo. À, nó vừa mới kéo. Đây mọi người ạ, em mình đang rất là hồi hộp. Đó. Hiện tại thì khá là yên tĩnh. Đây mọi người, anh em mình bắt được cái con gì. Ở chỗ mọi người gọi con này là con gì thì comment xuống cho anh em mình biết nha mọi người. Con này chỗ mình gọi là con rắn đồng. Có mọi người ạ.
con rán đồng. Kìa mọi người, anh em mình được cá không? Có cá rô phi. Đây, đây mọi người ạ. Đó, đây là thành quả đầu tiên. Đấy, thành quả đầu tiên của anh em mình. Đấy, anh em mình lại được một con rồi mọi người ạ. Đó, đó, đây, anh em mình sẽ cho vào túi. Đây mọi người ạ, thành quả hôm nay. Mình nghĩ là bây giờ là thời điểm thích hợp mà cá. Ui kìa kìa kìa, em ơi kìa, hai con cá ấy. Đó, nó nổi mặt nước kiếm ăn. Mình nghĩ là thời điểm bây giờ là thời điểm cá ra kiếm ăn nhiều nhất mọi người ạ. Không biết ý kiến của mọi người như nào. Anh em mình vẫn đang tiếp tục chờ đợi. Đây mọi người ạ, anh em mình lại tiếp tục được. Đó. Đây mọi người, ba con rồi. Mọi người đoán xem loại cá này là cá gì nhá. Kìa mọi người ạ, lại được thêm một con rồi. Con này nhỏ tí. Con này nó hơi nhỏ. Anh em một mình đến địa điểm câu mới nha mọi người. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy. Anh em một mình đổi địa điểm. Thì đây là thành quả sau một tiếng đồng hồ của anh em mình. Bây giờ anh em mình đang trên đường trở về nhà rồi. Thành quả chả được bao nhiêu, lấy được quả bắp cải. Đó, anh em mình lấy được quả bắp cải. Vậy nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo nhá. Thì anh em mình cũng xin dừng clip tại đây thôi. Và hẹn mọi người ở những video tiếp theo nhá. Còn bây giờ thì mình chào tất cả mọi người.